Chào các em. Chúng ta đến tiết thứ hai của bài học số phận con người, một trích đoạn truyện ngắn của nhà văn Solokhov. Trong tiết học thứ nhất, thầy đã hướng dẫn các em nắm những vấn đề cơ bản, tác giả, hoàn cảnh sáng tác, tóm tắt cốt truyện và hình tượng nhân vật Sokolov trong đoạn trích. Ở phần đọc hiểu văn bản, chúng ta đang tìm hiểu nội dung những con người mang số phận bất hạnh mà điển hình đó là nhân vật Sokolov, người đàn ông 46 tuổi. Thế trong truyện này còn nhân vật nào mang số phận bất hạnh nữa không? Đó là nhân vật bé Vania, một đứa bé khoảng 5 6 tuổi. À, các em hãy nhìn vào màn hình à, xem à, một tấm ảnh. Nhưng đây không phải là hình ảnh của bé Vania được cắt ra từ bộ phim số phận con người ra mắt năm 1959. Bức ảnh này có tên là em bé Naman, phóng viên chiến trường để chụp được khoảnh khắc Kim Phúc cùng những em bé khác vừa chạy vừa khóc tại ngã ba trảng bàn sau khi bị dội bom ra ban Kim Phúc bị bám rất nặng áo quần cháy hết em ngất xỉu sau đó còn những anh em họ của Kim Phúc và một số người dân đã bị mất đi trong trận bom này những người trưởng thành phải chịu mất mát đau khổ trong chiến tranh là điều dễ thấy dễ hiểu khi chúng ta chứng kiến những hình ảnh này thì càng thêm đau nhói. Đối với những tác phẩm văn học nghệ thuật, khắc họa được hình ảnh những em bé chịu tổn thất trong chiến tranh và những em bé đó như những cánh chim bơ vơ sau cơn bão tố thì sức tố cáo của chiến tranh càng mạnh. Nhà văn Solokhov đã thành công với hình ảnh Vania. Vania, con ai? Từ đâu đến? Chính Vania cũng không nhớ, không biết. Nữa. Chúng ta hãy đạp lại cái trích đoạn đấu thoại giữa Vania và Sokolov trong đoạn trích ở sách giáo khoa. Những hình ảnh này là những hình ảnh thầy cắt ra từ bộ phim Số phận con người. Tôi hỏi, tôi tức là Sokolov, bố cháu đâu hỡi Vania? Nó rỉ tai, chết em mặt trận. Thế mẹ cháu, mẹ bị bom chết trên tàu hỏa khi mẹ con cháu đang đi tàu. Thế cháu từ đâu đến? Cháu không biết không nhớ. Thế ở đây cháu không có ai là bà con thân thuộc à? Không có ai cả. Thế đêm cháu ngủ đâu? Bà đâu ngủ đó. Và trong đoạn trích đã sách thế khoa em biết đấy, khi nghe Vania nói như thế thì Sokolov đã trào ra những giọt nước mắt. Bây giờ thầy trò mình thử làm công việc như sau ta thử thiết kế một phép tu từ so sánh cấu trúc của phép tu từ so sánh là gì a như b a và b khác loại nhưng phải có nét tương đồng nào đó giả sử đoạn trích này là cái vé a của phép tu từ so sánh chúng ta sẽ nói đoạn trích này như gì căn cứ vào những thông tin của đoạn trích này chúng ta thử thiết lập xem thế này được không đoạn hội thoại nó hệt như là một bản trích ngang lý lịch của bé Vania vậy. Thông tin về bố, này, thông tin về mẹ, người thân, này, quê quán. Và câu trả lời của Vania là gì? Bố chết trên mặt trận, mẹ mất trên đường. Người thân thì không còn. Quê nhà ở đâu thì bắt giáo Tức là nó cũng mất đi người thân, nó mất đi mái nhà, nó mất dấu quê hương. Sau chiến tranh, đứa bé này nó cũng giống với anh sô cô kia là đối mặt với nỗi cô độc không người thân và mất dấu quê hương chúng ta cùng xem lại đoạn ngữ liệu vừa rồi chúng ta hãy chú ý vào cách hỏi cách trả lời hỏi đáp rất nhanh và chúng ta hãy lặp cái lời thoại của bé Vania ra đi. Ta có cảm giác rằng thằng bé trả lời có vẻ như là không kèm theo cảm xúc nào. thì dùng từ có vẻ. Có vẻ như không kèm theo cảm xúc nào. Bố cháu đau, chết mặt trận, thế mẹ cháu, mẹ bị bôm, vân vân Các em hãy xem lại. Điều này có thể cho người tiếp nhận tác phẩm hai cách nghĩ. Hoặc là Vania nó còn quá bé bỏng, nó chưa thấm thế hết những điều nó nói. Cứ sau một câu trả lời như thế là một mắt mắt rơi xuống. Và khi toàn bộ đoạn hậu thoại này hoàn thành thì thảm cảnh hiện diện một cách trọn vẹn. Nhưng cũng có thể ai đó sẽ có một cách hiểu rằng là gì? Là một thằng bé 5-6 tuổi nhưng nó đã sớm chai sạn, chai sạn với nỗi đau với mắt mắt rồi. Trả lời dưỡng dân chẳng cảm xúc gì. Cách hiểu nào tùy bạn. Hai cách hiểu có vẻ như là khác nhau, đối nghịch nhau. Nhưng cái điểm giao nhau của hai cách hiểu đó là gì? Vania là một đứa trẻ nhưng là nạn nhân của chiến tranh và phải hứng chịu những mất mát quá lớn. Em nhớ sư Cô không? Một người đàn ông trưởng thành từng trải 46 tuổi đã từng sống trong trại tập trung của phát xít đối mặt với cái chết. Vậy mà cảm thấy tim mình rượu rã, tưởng chừng như phải thay biết tông thôi, với toàn bộ những mắt mắt ấy trút xuống mình. Vậy mà toàn bộ mắt mắt tương tự đến trút xuống đầu một đứa trẻ, thì chúng ta có thể hình dung ra những gì mà Vania đang phải hứng chịu. Cũng giống Sokolov, chiến tranh khép lại rồi, nỗi mắt mắt vẫn cứ ám ảnh bé Vania. Ngay trong đoạn trích đã sách giáo khoa à, thỉnh thoảng Vania hỏi Sokolov, chiếc áo bành tô của bố đâu? À, vì sao bố tìm con lâu thế? Thỉnh thoảng, ký ức nó chớp lé lên là nó làm đau hiện tại. Không phải thằng bé, nó nghi ngờ ông này, không phải là bố ruột của nó mà nó kiểm nghiệm. Mà, nó hỏi vì sao bố tìm con lâu thế? Chúng ta có thể hiểu là, cái nỗi kinh hoàng mất bố, lạc mắt nhau tìm nhau rất lâu vẫn dai dẳng trong tâm, tâm hồn nó và khi Vania về sống với Sokolov rồi Sokolov mới thấy rằng ở độ tuổi mình mình nuôi một đứa trẻ năm số tuổi quả không dễ anh có tâm sự rằng là một mình tôi sao cũng được ổ bánh mì cũng sao đưa nó theo là phải có sữa rồi có trứng này kia rắc rối quá thôi để ở nhà với ông bà chủ nhà thì nó ra kho nó đợi anh nó khắp từ sáng cho đến tối có thể đứa bé này nhớ bố Nhưng chúng ta vẫn có thể hiểu là Ở Vania Vẫn còn đó nỗi thấp thổ mất bố một lần nữa Nỗi âu lo xa cách chia lìa Vẫn còn nguyên vạn trong, trong Vania Và Vania là một đứa trẻ Năm sáu tuổi Vậy mà biết thở dài Thỉnh thoảng lại lặng thân tư lự Đến nỗi nói rằng là Thở dài à, Nó đã phải là việc của một đứa trẻ trong chương trình ngữ văn lớp 10, các em có học một đoạn trích trong tác phẩm Chinh Phụ Ngâm của Đặng Trần Côn qua bản diễn nôn của đoàn thị điểm. Tác phẩm này tố cáo chiến tranh phi nghĩa ở một góc độ rất đặc biệt. Lấy điểm nhìn của người chinh phụ chứ không phải của người chinh phu. Người chinh phu ra xa trường có thể chết ngay trong gan tắc cũng không phải là điều lạ nữa. Nhưng người chinh phụ kia ở rất xa chiến địa... Ở trong khuê phòng của mình... Vậy mà vẫn chết bởi chiến tranh Không phải chết ngay bởi mỗi tên hòn đạn... Mà chết từng ngày... Từng giờ chết dân chết mòn... Vì... Nỗi nhớ nhung... Sầu muộn... Khô héo... Vì hạnh phúc lứa đôi tan vỡ... Chúng ta đối sánh như vậy... Để chúng ta nhận ra một thông điệp gì? Rằng là... Chiến tranh ở phương trời nào cũng mang chung một gương mặt. Người đàn ông tham gia chiến trận. Những người đàn bà mang gương mặt chờ đợi. Những đứa trẻ với đôi mắt sáng ngời như vì sao sau trận mưa đêm như nhau. Chịu tổn thương mất mát như nhau. Hạnh phúc có thể ngời lên với những sắc màu khác nhau. Nhưng mà bất hạnh bởi chiến tranh gây ra hình như chỉ có một. Và sau khi tìm hiểu Sokolov, người đàn ông 46 tuổi, Vania, đứa bé khoảng 5-6 tuổi. Và chúng ta đến đây chúng ta có thể kết luận được rồi đây. Sokolov và Vania, những phiên bản đồng dạng của Bắc Hạnh. Dễ thấy nhất, Sokolov và Vania đều là nạn nhân của chiến tranh. Nhưng phải bán một đoạn trích và những gì chúng ta vừa tìm hiểu, thì chúng ta hãy chốt lại những cái điểm đồng dạng nào. Cái đồng dạng thứ nhất, chẳng ai mong muốn cả phải không? Sokolov và Vania trở thành người cô độc, không nhà cửa, bơ vơ trâu dạng. Cái đồng dạng thứ hai, Sokolov và Vania đều bị nỗi đau hành hạ, ám ảnh, bị đẩy đến nguy cơ xa lạ dần với chính mình. Cụ thể này, Sokolov vẫn mơ người thân hàng đêm và anh tìm đến rượu lưỡi người để tạm quay đi nỗi đau đấy anh tìm đến rượu lửa người để tạm quên đi nỗi đau vania thì sao nó vẫn nhớ bố sạc lắc sợ lạc mất bố một đứa bé sớm đánh bắt thơ ngang cả vania và sokolov đều có những dấu hiệu rằng họ có thể dần dần xa lạ với chính mình Từ đó, chúng ta có thể nhận ra được cái thông điệp này. Hai nhân vật có độ tuổi và hoàn cảnh khác nhau. Cho nên thầy mới đặt cái đề mục là số của lớp người đàn ông 46 tuổi, Vania đứa bé khoảng 5-6 tuổi để chúng ta diễn nhìn thấy. Độ tuổi khác nhau, hoàn cảnh khác nhau nhưng đồng dạng nó bất hạnh bởi chiến tranh. Khi chiến tranh nổ ra thì ai cũng bị tàn phá nặng nề cả. Và từ hai hình tượng này, chúng ta có thể nhận diện được nỗi đau của vô vàng số phận khác tiếng nói phản chiến cắt lên từ đó họ sẽ là nhân vật điển hình cho nỗi đau mất mát của nhân dân nga và kể cả những đất nước khác phải trải qua một cuộc chiến tranh tan thương như thế vấn đề là những con người như sokolov như vania những con người gánh trên vai mình nỗi bất hạnh mặc dù chiến tranh đã khép lại rồi họ sẽ sống như thế nào cái gì đang chờ đợi họ ở phía trước nhiều câu hỏi nhiều phương án có thể đặt ra chứ rất có thể sokolot sẽ trở thành một kẻ nghiện rượu bởi vì anh cũng thừa nhận mình là bắt đầu nghiện cái thứ chết người ấy mà có thể anh sẽ trở thành một kẻ câm lặng với nỗi đau rồi một buổi sáng nào đấy anh sẽ không còn thức dậy nữa Trái tim rệu rã của anh không còn không còn chống đỡ được nữa Và anh đã chết ngập trong nỗi buồn Rất có thể Vania Cái đứa bé ấy Nó còn sót lại Một cái điểm duy nhất Của sự ngây thơ Đó là đôi mắt Cũng sẽ bị cướp mất Nó có nguy cơ sẽ trở thành một đứa trẻ sớm chai sạn Một đứa trẻ hè phố sớm chai sạn Cái gì cũng có thể xảy ra Phải không? Nhưng mà theo dõi diễn tiến của chuyện này, chúng ta thấy may quá. Điều đó đã không xảy ra. Những phương án chúng ta vừa đặt ra đã không xảy ra. Sokolov và những người như anh đã biết vượt lên đầu bất hạnh của đời mình để sống tiếp. Quan trọng là cái cách ứng xử của chúng ta trước nỗi đau nỗi bất hạnh như thế nào. Và bây giờ chúng ta đi qua phần 2 những con người vượt lên đầu bất hạnh của số phận. Tiếp cận với truyện ngắn này, hình như nhà văn đặt ra những vấn đề lớn của nhân loại thông qua hình tượng Sokolov. Đó là liệu con người có thể vượt qua được đau thương bắt mát do chiến tranh phát xít gây ra hay không? Đó là liệu con người có thể gây dựng lại được cuộc sống yên bình, gây dựng lại được chính mình trên cái đống đổ nát hoang tàn bởi chiến tranh không? Những vấn đề đó không chỉ là vấn đề của Sokolov đâu, không chỉ là vấn đề của nhân dân Nga đâu, mà vấn đề chung của nhân loại. Và thông qua hình tượng Sokolov, ta vẫn có thể trả lời một cách đỉnh đạt rằng, được, con người đầy bất toàn, nhưng mà con người cũng rất đổi kỳ diệu. Sokolov đã từng là một chiến sĩ kiên gan trước nỗi đau, khí phách trước kẻ thù và cũng với những phẩm chất đó đã giúp anh có thể sống được không phải trong chiến trận mà ngay trong đời thường. Vậy Sokolov đã làm cách gì để vượt qua nỗi bất hạnh? Sự việc thứ nhất, Sokolov nhận bé Vania làm con. Lúc đầu, Sokolov thích bé Vania bởi đôi mắt như vì sao sáng ngời sau trận mưa đêm. Hình như Sokolov thích Vania ở cái điểm mà anh đã từng có và anh đã từng mắt Và hình như cũng không riêng gì Sokolov đâu, mà chúng ta cũng vậy. Hẳn ai cũng đã từng có một đôi mắt sáng ngời như vì sao sau trận mưa đêm giống như Vania. Rồi những khắc nghiệt, những cay đắng của cuộc đời cướp mất thì trả lại cho chúng ta một đôi mắt triệu nặng u buồn như là đôi mắt của sô lúc đầu anh ấn tượng với nó ở đôi mắt ấy rồi khi thấu hiểu hoàn cảnh của vania tức là thông qua cái đoạn đấu thoại như thầy đã chiếu lại cho các em xem anh quyết định nhận bé làm con sau khi nghe toàn bộ thảm cảnh của nó nước mắt anh trào ra và anh quyết định ngay không thể để mình và nó chìm nhiễm được và anh nói với nó rằng là có biết ta là ai không ta là bố con này anh ra một cái quyết định ngay lập tức bây giờ chúng ta sẽ bàn về cái quyết định nhận vania làm con của sokolov quyết định đó rất bất ngờ nó không có sự can thiệp của lý trí nếu quyết định này có sự can thiệp của lý trí sẽ là những câu hỏi này đặt ra này làm sao đây mình chưa có một mái nhà để ở mà lại nhận thêm nó làm con. Ở một độ tuổi như sô cô lốt nuôi một đứa bé 5 6 tuổi không hề đơn giản. Sau này anh cũng có thừa nhận mà. Thừa nhận với nghĩ chuyện rằng là có thêm nó không đơn giản tí nào, phải sửa phải trứng vân vân, một mình anh thì đơn giản hơn. Và rõ ràng anh vọng về không? Nắng như đổ lửa giữa mùa hè mà đưa nó ra chợ mua một cái quần dạ khiến cho bà chủ nhà phải mắng một trận rồi bà mai cho nó những cái quần đùi sa tanh. Không có sự can thiệp của lý trí. Thế thì quyết định này bật ra từ đâu? Quyết định này là quyết định của lòng nhân hậu Của sự đồng cảm trước cảnh ngộ bất hạnh Vẫn có thể dùng từ rung cảm được Nhưng mà dùng từ đồng cảm nó rộng hơn Ai cũng có thể rung cảm Nhưng mà với Succolope Sự rung cảm ấy xuất phát từ sự đồng cảm của mình Chúng ta tiếp cận những tác phẩm văn học trong chương trình Chúng ta đã từng gặp những quyết định kiểu thế Mỹ nhìn giọt nước mắt của A Phủ Mà cởi trói cho A Phủ Trong tích tác Tràng nó chặt kệ đưa người đàn bà này về làm vợ để biết, biết thế nào là hạnh phúc đánh cược với cái đói với bóng tối nhân vật tờ nú bắt chấp can ngăn của cụ mấy nhảy ra cứu vợ con những quyết định giống nhau như thế cái quyết định này nó chứng tỏ con người có thể tả tơi trước những đoàn roi phủ phàng của số phận nhưng vẫn không mất đi lòng nhân ái cái lòng khao khát yêu thương và được yêu thương Người ta sống bằng lý trí, người ta tỉnh táo hơn và đôi khi người, và có thể người ta ít ăn hận hơn. Người sống thiên về tình cảm, cảm tính thì đôi khi sẽ ăn hận đấy. Vì người ta sẽ nói người ta sẽ hành động bằng cảm xúc của mình chi phối. Hành động của Sokolov liệu khiến anh ăn hận không? Không biết. Đó là chuyện sau này, nhưng mà quyết định của anh đã khiến cho cả Sokolov và Vania hạnh phúc trước mắt là hạnh phúc đấy đã vania không giấu được niềm hạnh phúc của một đứa trẻ nó reo mừng nó ôm hôn anh nó ríu rít trong buồng lái như một con chim non còn anh một người lái xe từng trải ở ngôi chiến địa có thể vượt tiếng vậy mà loạn chọn tay lái mắt nhòa lệ anh chăm sóc nó như một đứa con lâu ngày gặp lại có đêm anh bật chim nhìn nó ngủ mà cảm thấy hạnh phúc. Sau bao nhiêu đêm, lần đầu tiên, Sokolov đã có giấc ngủ yên bình. Vì sao phải nhấn mạnh điều này? Chính Sokolov cũng không ngờ rằng khi anh sử ấm trái tim Vania thì trái tim già nua của anh cũng được hồi sinh. Con người không muốn chìm nghiễm trong nỗi buồn đau cô đơn tuyệt vọng thì chỉ có cách nương tự vào nhau sự ấm tâm hồn cho nhau cái điều này nhân vật bà cụ tứ và nhân vật tràng trong truyện ngắn vợ nhạc cũng tương tự về mấy tràng nhạc vợ về rõ ràng ở một góc độ nào đó chúng ta hiểu rằng mẹ con tràng là ban ơn cho người đàn bà ấy chứ cứu người đàn bà ấy qua cơn đói cho thị miếng ăn chứ nhưng cả bà cụ tứ và mẹ tràng cũng không ngờ rằng khi có người đàn bà ấy về gia đình thì gia đình mình lại đổi khác và hạnh phúc lại ngờ lên như thế sô cô Lốt tâm tình với người kể chuyện rằng chỉ được vài đêm thôi. rồi người thăng lại hiện về trong giấc mơ, đứng bên kia hàng rào, anh chạm tay lại biến mất rồi nước mắt lại đẫm đẫm gối, thỉnh thoảng tim anh lại nhói lên. lúc này anh lại sợ mình chết đi, anh sợ một hôm nào đó anh không còn dậy nữa thì vania sẽ sợ hãi lắm. Nó sẽ mắc búa một lần nữa. Một lần nữa bị ném ra vỉa hè lại bơ vơ. Qua ý nghĩ của Sokolov, chúng ta sẽ nhận ra gì? Rõ ràng, nỗi lo sợ của anh chứng tỏ rằng anh đã tìm thấy một cái nêu đậu ở trong trần gian này. Có lý do để sống, sống cho ai, có trách nhiệm với ai. Chứ không phải coi cút và cảm thấy mình vô nghĩa trên cuộc đời này nữa. Và từ sự việc Sokolov nhận bé Vania làm con thì chúng ta đã có thể nhận ra một thông điệp, một triết lý, một cách ứng xử rằng, một nhận thức rất quan trọng rằng con người có thể vượt qua bất hạnh được chứ để tiếp tục sống chữa lành vết thương bằng lòng nhân ái, bằng tình thương, bằng nỗi khát khao được yêu thương sẻ chia. Đấy, đó là đó là phương cách. Thế nhưng mà cuộc sống thật nghiệt ngã vẫn chưa buông tha cho bố con Sokolov. Nhiều khó khăn kéo đánh và khiến Sokolov phải đưa Vania ra đi. Theo dõi mạch truyện, chúng ta thấy hai bố con vẫn còn phải đối mặt với khó khăn và những không may vẫn còn kéo đánh chưa buông tha cho hai người. Cái khó khăn lớn nhất nó nằm ngay trong chính bản thân họ. Sokolov vẫn không thể nào xoa dịu được mình, an ủi nỗi đau của mình ở Vania ký ức thỉnh thoảng vẫn chớp lên, nỗi kinh hoàng bất bố vẫn còn đó. Thêm vào đó là những khó khăn, những cái vặn rủi từ đời sống khách quan mang lại cái sự việc mà anh tâm phải con bò, các bà làm ầm ĩ lên rồi anh bị tước mắt bằng lái, bằng một tí. Ai mà không gặp những khó khăn? Với em em sợ những khó khăn nào? Từ phía chính bản thân mình hay là từ phía khách quan đời sống? Có lúc thầy cảm thấy sợ những khó khăn từ phía đời sống khách quan. Vì sao? Vì chúng ta không lường hết được để mà trở tay. Còn những khó khăn xuất phát từ bản thân mình, mình nếu mình nhận diện được, mình đã tìm ra một phương cách nào đó. Nhưng với số cô lốt trong trường hợp này, hình như cái khó khăn, cái vặn rủi này, này nó không là gì với anh cả. Anh nói rằng là nếu không có sự việc mà Tông phải con bò bị tước mất bằng lái, thì anh cũng ra đi. Anh tới Casaruz á, anh làm nghề mộc, tức đang có nghề mộc. Rồi khi nào có bằng lái, anh sẽ kiếm sống bằng nghề lái xe trở lại. Không là vấn đề gì, nó chỉ là giọt nước tràn ly. Hình như cái khó khăn lớn nhất với anh là nằm ngay trong chính bản thân anh ấy Và anh đưa Vania ra đi. Việc anh đưa Vania ra đi cũng sẽ có nhiều cách hiểu. Sokolov đưa Vania ra đi vì ý thức sâu sắc không thể sống mãi với hiện tại như thế ra đi với hy vọng sống tốt hơn. Nhưng ở một góc độ nào đó cũng có thể cho rằng, Sokolov ra đi là chạy trốn, chạy trốn nỗi đau trong quá khứ vẫn cứ đi đùng anh tạp anh, chạy trốn hiện tại với đầy những nỗi đau, chạy trốn chưa hẳn là một phương cách tốt. Nhưng trong trường hợp của Sokolov, chạy trốn nghĩa là anh chạy trốn nỗi buồn đau Chứ không phải chạy trốn cuộc sống Anh ý thức sâu sắc mình không thể như thế được Mình phải tìm một phương cách khác Và từ việc lý giải đó Chúng ta lại rút ra một nhận thức mới Con người có thể chiến thắng được bất hạnh không? Được chứ Bằng cách dám đối mặt với thực trạng của đời mình Có bản lĩnh ý chí vượt qua Vượt dậy đời mình bằng mọi cách Không dễ buông xuôi Như vậy từ hai sự việc Chúng ta có thể rút ra được hai thông điệp đó con người chúng ta vẫn có thể chiến thắng được bất hạnh vượt lên bất hạnh thế này mà em chúng ta không thể nghĩ rằng cuộc đời chỉ có niềm vui chỉ có màu hồng chỉ có hạnh phúc chúng ta phải tin một sự thật dẫu rằng không ai muốn rằng là hôm nay chúng ta đang vui ngày mai có thể nổi buồn ở đâu rớt xuống những khó khăn phía trước đầy rẫy Quan trọng nhất là chúng ta phải dám đối mặt với những gì mình đang có, với hiện thực của mình, với bản chất của cuộc sống. Để chúng ta tìm ra cái phương cách ứng xử. Chứ chúng ta không được đầu hàng, chúng ta chỉ có lời than vang và để cho nỗi tuyệt vọng đã dìm chúng ta xuống chìm nghiễm. Thì không được. Sau khi hướng dẫn các em tìm hiểu hình tượng nhân vật Sokolov, Vania và những vấn đề khác của đoạn trích, thầy sẽ hướng dẫn các em tổng kết lại bài học khái quát giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn trích về phương diện nội dung truyền án số phận của người trước hết là tiếng nói tố cáo chiến tranh phi nghĩa gây ra thảm họa kinh hoàng cho nhân loại thảm họa này không chỉ là thảm họa dành riêng cho nhân dân nga mà thảm họa chung của nhân loại nếu chiến tranh phi nghĩa xảy ra bất cứ nơi đâu trên trái đất này Đồng thời tác phẩm ngợi ca những con người kiên cường, nhân hậu, biết vượt lên bất hạnh để sống ý nghĩa. Truyện ngắn này có sức sống lâu bền, giá trị của nó âm vang cho đến tận ngày hôm nay. Bởi vì số phận con người không chỉ dừng lại ở đề tài là phản ánh số phận con người trong chiến tranh, phần nghị lực phi thường của con người vượt qua nỗi đau của chiến tranh đâu. Mà truyện ngắn này còn thể hiện ở cảm quan của nhà văn về con người trong cuộc sống trần thế đó là dám đối mặt với số phận biết vượt lên số phận bởi vì không phải chỉ có chiến tranh phi nghĩa mới gây ra bất hạnh nỗi đau khổ trắc trở cho con người mà cuộc sống thời nào cũng có những khó khăn cũng có những trắc trở và không phải ai cũng được số phận mỉm cười mà cũng sẽ có người tự thấy số phận mình bất hạnh quan trọng là anh phải dám đối mặt với số phận vượt lên số phận chúng ta chỉ sống một lần trên cuộc đời này. Đôi khi phải cố mà chiến thắng số phận để khẳng định cái ý nghĩa sự tồn tại của mình trên cuộc đời này. Đến em ạ. Về phương diện nghệ thuật. Đặc sắc thứ nhất, đó là cái cấu truyện lòng trong truyện. Có hai người kể chuyện. Nghe cái chuyện thứ nhất là Sokolov kể lại câu chuyện đời mình cho tác giả nghe, vừa kể vừa giải bày cảm xúc. Nhờ đó mà bạn đọc cảm nhận sâu sắc câu chuyện số phận. Người kể chuyện thứ hai là tác giả kể lại câu chuyện của bố con Sokolov cho chúng ta. Vừa kể vừa đưa ra lời trữ tình ngoại đề làm cho tư tưởng của tác phẩm thêm đậm nét hơn. Lời trữ tình ngoại đề là lời giải bày trực tiếp. Khi đó, nhà văn không còn nắp sau hình tượng nữa mà giải bày trực tiếp tư tưởng tình cảm cảm xúc của mình đoạn khép lại truyện ngắn chính là lời trữ tình gọi địa. tác giả nhìn theo bố con sokolov thấy họ như hai hạt cát bị bão tố phụ phàng chiến tranh thổi bạc tới những miền xa lạ nhìn tư thế của họ tiến về phía trước mà tác giả tin rằng và rất ngưỡng mộ họ sẽ có thể sống được với cái tư thế tiến về phía trước ấy và tác giả cũng có kể rằng là mình quay đi giấu dục nước mắt, không để Vania nhìn thấy. Cái cách giấu nước mắt của người kể chuyện cũng giống số cô lốp giấu nước mắt hàng đêm. Những người đàn ông trưởng thành này hiểu rằng không thể để buồn đau rơi xuống những đứa trẻ có nhiều tổn thương nữa. Không thể để nước mắt mình đổ xuống cuộc đời kẻ khác nữa. Cái thành công thứ hai về phương diện nghệ thuật đó là tài năng miêu tả tâm lý, khắc họa tính cách nhân vật, rất chân thực, nghiêm ngặt theo cái quy luật hiện thực đời sống. Bài tập về nhà cho các em từ việc đọc hiểu truyện số phận của người của nhà văn Solokhov anh chị hãy viết bài văn nghị luận bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề sau có yếu tố gọi là số phận khiến chúng ta hạnh phúc đau buồn hay không à, một câu hỏi mở các em viết thành văn bản ngắn dài gì cũng được nhưng phải có tư tưởng có phong cách của mình trong bài viết ấy và cuối cùng cảm ơn các em đã theo dõi bài học chúc các em học tốt và luôn tìm thấy niềm vui trong việc học tập của mình